Thưa Phó Thủ tướng, cháu xin giới thiệu, cháu tên là Nguyễn Chí Trung, sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Cháu có một câu hỏi thứ nhất, đó là thưa Phó Thủ tướng, thì với cái nhìn của các cô chú, các bác lãnh đạo, thì vai trò của đoàn thanh niên, hội sinh viên trong công tác đào tạo, giáo dục con người, đặc biệt là sinh viên của chúng ta là như thế nào, và những cái lực lượng mà trực tiếp dẫn dắt tổ chức của chúng ta đó là các cán bộ đoàn hội, đặc biệt là các cán bộ đoàn hội ở cơ sở, đó là các trường cao đẳng, đại học cũng như là trung cấp chuyên nghiệp, thì sẽ được những cơ chế hỗ trợ cụ thể như thế nào, hoặc là định hướng tương lai sẽ có những cơ chế như thế nào. Thưa Phó Thủ tướng, Hội Sinh viên Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội có hệ thống là 4 cấp, từ trung ương đến tỉnh, thành phố, đến các trường, đại học, cao đẳng và cấp chi hội. Tuy nhiên, từ năm 2002, tại Nghị định 88 của Chính phủ đã xếp hội sinh viên như các hội nghề nghiệp, và chính điều này đã phá vỡ cấu trúc 4 cấp của hội và làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc tập hợp, đoàn kết, định hướng và giáo dục sinh viên theo lý tưởng của Đảng. Việc này, hội sinh viên đã có kiến nghị nhiều lần về việc xem xét đưa hội sinh viên trở về cơ cấu 4 cấp như cũ, nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định, vẫn chưa có giải quyết. Thì cháu xin hỏi Phó Thủ tướng là ý kiến của Phó Thủ tướng về vấn đề này như thế nào ạ? Cháu xin hết ạ. Và những cái người thôi là sinh viên, chờ đợi gì ở hội sinh viên, đúng không ạ? Thì chắc là mời các ông chí thứ trưởng đây đều có thể phát biểu được hết. Còn chỗ cái cơ cấu tổ chức của hội thì xin mời anh Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao đổi thêm cái quá trình chuẩn bị của Chính phủ liên quan quyết định đấy. Xin mời anh Thăng. Tôi xin trả lời cái ý thứ hai của bạn hỏi. Hội sinh viên Việt Nam á, thì theo cái điều lệ hiện hành của chúng ta được Đại hội 7 thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2003, được Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định phê duyệt tháng 5 năm 2004 tại quyết định số 32. Và cũng thưa với bạn là cái nghị định 88 là ngày 30 tháng 7 năm 2003 chứ cũng không phải là 2002. Đó, tức là cái điều lệ của Đại hội 7 chúng ta thông qua sau khi có nghị định 88. Và trong cái điều 7 của điều lệ hiện hành của chúng ta, đây tôi cũng lấy từ cái quyển mà các bạn chuyển cho tôi thôi. Điều 7 thì cũng tổ chức của hội bao gồm đây Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, gạch đầu dòng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ hai là Hội Sinh viên tỉnh thành phố. Gạch đầu dòng thứ ba, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện, viện đào tạo hệ đại học, cao đẳng. Gạch đầu dòng thứ tư là Hội Sinh viên các trường được thành lập, các đơn vị trực thuộc gồm các liên chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm công tác của sinh viên. Thế có nghĩa là vẫn là theo 4 cấp như vậy, chứ không phải là không có cái thay đổi gì. Thì đấy là cái ý thứ nhất. Và tôi cũng thấy cái dự thảo điều lệ, sửa đổi điều lệ của các bạn ở đây thì vẫn giữ nguyên cái ý này thôi. Cho nên tôi thấy cái ý này hỏi thì cũng có thể là bạn tìm hiểu xem cái chỗ điều lệ của mình. Đấy là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai thì ngoài các cái tổ chức chính trị xã hội của chúng ta, ví dụ như Mặt trận, rồi Tổng Liên đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, Nông dân, còn lại các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, thì vừa rồi Quốc hội cũng thông qua cái luật cán bộ công chức tại cái khoản 2 điều 84 đó, thì cũng quy định, có cái quy định là cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là Ban Bí thư Trung ương đấy, Chính phủ sẽ quy định việc áp dụng cụ thể các quy định của luật cán bộ công chức đối với những người được Đảng, Nhà nước điều động, phân công, được tuyển dụng bổ nhiệm theo chỉ tiêu biên chế làm việc trong cái tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, trong đó có hội sinh viên của chúng ta. Thì trong quá trình mà triển khai thực hiện cái này, hiện nay thì Bộ Nội vụ chúng tôi cũng theo cái phân công của Chính phủ cũng đang triển khai để chuẩn bị trình Chính phủ cho triển khai xây dựng cái nghị định về vấn đề này. Và luật của chúng ta sẽ có hiệu lực từ tháng 1 năm 2010, có nghĩa là trong năm 2009 Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ cái quy định này. Thì trong quá trình đó thì Bộ Nội vụ sẽ cùng với cái chức năng của mình á, thì sẽ cùng phối hợp với thanh niên rồi hội sinh viên của chúng ta để có cái quy định cho phù hợp về cơ chế chính sách, chế độ tiền lương, rồi về kinh phí như thế nào. Và cũng đồng thời với quá trình mà sửa cái nghị định 88 về hội
trong cái bối cảnh mà sau 5 năm thực hiện có nhiều thay đổi trong cái hội nhập quốc tế, thì tôi xin trả lời ý kiến của bạn về ý thứ hai.